Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải các thế trong xa hình Thì các thế trong xa hình là trong 6 trong hỏi là có 114 câu thôi Thì hôm trước tôi đã giải từ câu 487 đến câu 510 Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em câu từ 511 trở đi Thì anh em chú ý là đây là tôi sẽ giải hướng dẫn cho anh em mẹo giải nhanh à, Cho nên là anh em chỉ có làm theo hướng dẫn thôi Thế còn nếu ví dụ như có thắc mắc thì anh em comment xuống dưới hỏi tôi sẽ trả lời cho anh em câu số 511 theo hướng mũi tên xe nào không được phép đi thì ở đây ấy, là biển uh, hướng số 1 là cấm xe con vậy là chỉ hướng một thôi anh em xuống tìm cho tôi đáp án một cho nó nhanh đáp án 2 số 2 là chỉ hướng một cẩn tránh nhầm lẫn như vậy nhé rồi đáp án 2 chỉ hướng một là cấm xe ô tô đi vào rồi chỉ hướng một chính xác câu số 512 theo hướng mũi tên hướng nào ô tô không được phép đi thì anh em nhìn thấy cái xa hình ấy, là cứ biển màu đỏ trước xe con ấy, Có xe con nhưng mà trước xe con mà có biển màu đỏ thì anh em chọn tôi đáp bán 2 Mà biển màu xanh thì anh em chọn tôi đáp bán một Cứ như vậy mà làm Đấy là mẹo Nhìn thấy ô tô con anh em ghi vào cho nó dễ nhớ Hướng 2, đáp bán 2 Hướng 3 Đó. Chính xác một màu biển xe con biển màu đỏ thì đáp án 2 mà, mà xe màu xanh thì đa, biển màu xanh đáp án 1 thì cách giải thích ở đây ấy, là cái biển này ấy, là chỉ được rẽ trái à, cấm rẽ trái nhưng không cấm quay đầu cho nên là chỉ hướng 3 thôi nó đơn giản là như vậy rồi câu 513 xe nào vượt đúng quy tắc giao thông thì ở đây là cả hai xe đều vượt đúng bởi vì biển này là biển cấm xe tải nhưng mà mẹo thì anh em nhìn thấy xe khách anh em ghi vào như, nhìn thấy xe khách là anh em chọn cho tôi nằm đằng, đằng sau á thì anh em chọn cho tôi ấy, là đáp án uh, một uh, xe thấy uh, xe khách vượt ấy, là phía sau ấy, thì đáp án một mà xe khách mà vượt phía trước ấy, là nằm phía trước ấy, đáp án 3 nhớ nhờ thấy xe vượt nhau mà xe khách nằm phía sau đáp án một phía trước đáp án ba như là anh em chọn ở đây là chọn đáp án ba À, phía sau thì anh em chọn đáp án 1 nhé. Xin lỗi. Đáp án 1 cả hai xe đều đúng bởi vì cái xe đều đúng là chính xác bởi vì là biển này cấm xe tải nên là xe khách và xe con vẫn được vượt như thường. Chính xác. Câu số 514. Đó là nhìn thấy xe ô tô con mà trước biển xanh thì anh em chọn đáp án 1 thôi, màu đỏ đáp án 2 vừa tôi vừa hướng dẫn rồi. Ừ, cho nó nhanh anh em khỏi cần phải ấy cho đau đầu. Đó, hướng chính xác, hướng 2 và hướng 3 đó là giải thích là cái biển này là uh, biển hướng phải theo nên anh em bắt buộc là phải chỉ đi theo hướng hai và hướng ba thôi mẹo thì cứ biển màu đỏ thì chọn đa án hai và mà biển màu xanh đa án một trước trước xe con nhá trước mặt xe con còn nếu mà trước mặt xe tải thì lại khác xe kéo nhau như xe hình này có vi phạm cái tắc hay không vi phạm nhìn cái là biết vi phạm bởi vì là <laughs> Cái thứ nhất là là anh em tìm đáp án mà nào có chữ chữ vi phạm thì cũng cũng chọn luôn bởi vì là cũng giống như ở trong uh, uh, phần uh, thi, uh, thi thi khái niệm là có đáp án nào mà không không được phép hoặc là đáp án nào bị nghiêm cấm thì anh em chọn thì ở trong hình thì có đáp án nào chữ vi phạm thì anh em cũng chọn luôn nhưng mà giải thích là à, cái biển này là cái cái xanh này là xe ô uh, tô đã kéo theo rơ móc thì không được kéo theo xe khác nhé. Đó vậy là lại vậy là vi phạm. Đáp án 2 chính xác. Câu số 516, xe nào phải nhường đường trong trường hợp này à, thì các anh em nhìn thấy là cứ biển màu đỏ là nhường mà biển màu xanh là ưu tiên. Thì ở đây là xe khách là biển màu đỏ là xe khách phải nhường, biển uh, xe tải màu xanh là xe tải được ưu tiên qua trước. Vậy câu hỏi ở đây là xe nào phải nhường trong trường hợp này thì anh em tìm cho tôi là xuống xe khách Màu đỏ là nhường, màu xanh là ưu tiên nhé làm một xe khách chính xác Anh em cứ thấy màu xanh là chính xác, màu đỏ là sai Câu số 517 Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này Thì cả hai biển màu Cả hai đèn đều màu xanh nên đều, đều, được đi Nhưng mà xét theo quy tắc Ở trong sa hình thì anh em nhớ cái quy tắc là uh, Theo hướng ấy, là rẽ phải là Đi trước, sau đó là đi thẳng Cuối cùng mới là rẽ trái mới là đi tiếp theo Thì ở đây ấy, Là xe mô tô rẽ phải được đi trước thì câu hỏi đây là được đi trước thì là phải xe mô tô đáp án 2. Chính xác. Câu số 518, xe kéo nhau trường, trường hợp này có đúng quy định hay không? À, không đúng nha. Đáp án 1, bởi vì là cũng như cái câu trước vi phạm thôi, xe này là, là xe kéo theo rơ thì không được kéo theo xe khác. Đó, đơn giản như, như câu 515 vậy thôi. Những câu này như như, như cho luôn, không đúng chính xác câu số mười 19 à, theo hướng mũi tên hướng nào ô tô con không được phép đi à, thì ở đây là chỉ có hướng 2 là không được phép đi thôi bởi vì biển số hai hướng hai là cấm xe ô tô còn à, hướng một thì là có biển à, hướng phải theo nhưng mà lại dành cho xe tải không dành cho xe khách à, không dành cho xe con đó nên là anh em xuống tìm à, là đáp án là, là hướng ô tô con được phép đi hướng 1, hướng 3, hướng 4 được phép đi. Đáp án 2. Chính xác, hướng 1, hướng 3, hướng 4 đáp án 2. Câu số 520, thứ tự các xe đi như thế thế nào là đúng quy tắc giao thông? Câu 520 này là thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Thì ở đây ấy, là 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 là, là... Xét về hướng thì là uh, đi thẳng, đi rẽ phải đi trước. Rồi sau đó là đi thẳng, cuối cùng rẽ trái. Nhưng ở đây là xe uh, xe đạp uh, lại phải xét là xe đạp và xe mô tô là bên phải trống lại được đi trước. Đó, bên phải trống đi trước, xong rẽ phải, xong đi thẳng, xong là rẽ trái. Anh em nhớ cái quy tắc này anh em ghi vào rồi, cho nó dễ nhớ này. Bên phải trống đi trước. Đó, rồi xong nó rẽ phải. Tiếp theo nữa là đi thẳng, cuối cùng là rẽ trái. Thì đây là bên phải trống. Thì xe đạp và xe mô tô được đi trước, sau đó là đi thẳng là xe con A và cuối cùng là xe con B. Anh em xuống tìm đáp án. Đáp án 4. Xe mô tô, xe đạp được đi trước, sau đó là xe con A và cuối cùng là xe con B. Đó, xe con A và xe con B đơn giản anh em thì chỉ cần nhớ cái 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 chính xác anh em chỉ cần nhớ cái 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 quy tắc đó là, là là là, chính xác thôi anh em nào mà không ấy thì ghi vào câu 521 theo hướng mũi tên những hướng nào xe tải được phép đi thì theo hướng mũi tên là xe tải được phép đi là chỉ có hướng một thôi bởi vì là hướng một là cái biển hướng phải theo thì tất cả là phải tuân theo cái biển đầu tiên là biển hướng phải theo hết bởi vì cái dưới biển phụ kia là dành cho xe tải đó. theo hướng mũi tên là hướng nào được phép đi thì anh em chú ý như vậy à, là đó là anh em chọn cho tôi là đáp ứng đáp án một chỉ hướng một thôi chính xác còn về nhìn biển là như vậy còn mẹo thì anh em để ý cho tôi là trước mặt xe tải mà có biển màu xanh ấy, thì chọn đáp án một mà có biển, biển xe tải mà có biển cấm là chọn đáp án 2 nha trước mặt xe tải mà có biển màu xanh ấy, thì anh em chọn đáp án một mà biển trước biển trước xe tải mà có biển màu đỏ biển cấm xe tải màu đỏ thì chọn đáp án hai anh em nhớ quy tắc như vậy anh em ghi vào còn giải thích là cái biển hướng xanh là chỉ phải đi thì hướng phải theo là chỉ có vậy thôi đáp án một đó anh em nhớ quy tắc chưa anh em nào không hiểu thì comment trong đây nhá để tôi sẽ hướng dẫn cho anh em hiểu còn tôi giải thích như vậy là nó nó, nó quá đơn giản luôn cho anh em cho dễ hiểu đấy đây, là, đây là mẹo anh em nhé trăm phần trăm là chính xác luôn những hướng nào xe tải được phép đi đó là y như cái, cái câu trước thôi là ừ, biển màu xanh thì anh em chọn cho tôi đáp án một thì biển màu đỏ cấm xe tải anh em chọn đáp án hai thôi đó cho nó nhanh dễ nhớ chính xác luôn đó đó là mẹo thôi Câu 523, những hướng nào ô tô tải được phép đi? Thì ở đây là nhìn cái biển là cấm ô tô đi vào thì tất cả các hướng 2, hướng 3, hướng 4 là cấm ô tô đi vào. Thì vậy là ô tô không được phép đi, cả ô tô tải, ô tô khách, ô tô con là đều không đi cứ ô tô là không được phép đi. Thì vậy đây là chỉ hướng 1 và hướng 5 là ô tô được phép đi thôi. Thì anh em xuống tìm đáp án là đáp án 3 là hướng 1 và hướng 5. Chính xác. Cái màu xanh là chính xác màu đỏ là sai anh em chú ý nha Câu số 524 Những hướng nào ô tô tải được phép đi Thì ở đây là chỉ có trừ hướng 2 thôi Bởi vì hướng 2 là cấm ô tô tải Vậy là hướng 1, hướng 3, hướng 4 là được đều được phép đi hết Anh em tìm số đáp án 2 là trừ hướng 1 À trừ hướng 2 xin lỗi Trừ hướng 2 Đáp án 2 trừ hướng 2 câu số 525 xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này thì ở đây ấy là uh, xe mô tô được quyền đi trước và hình thoi này cũng là đường ưu tiên. Hình thoi đường ưu tiên và rẽ trái. Tại sao rẽ trái thì ở dưới biển phụ nó có cái nét đậm anh em chú ý biển phụ nét đậm là hướng rẽ trái đó. Thế nên là xe 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 uh, mô tô là là uh, đường ưu tiên là là, là, là chính xác biển hình thoi là đường ưu tiên nhá biển tam giác uh, uh, có vẽ hình uh, đen ở trong đó mà một đường đi thẳng hai cái nhánh nhỏ cũng là đường uh, đường ưu tiên bởi biển hình thoi này cũng là đường ưu tiên mà biển phụ là dễ trái <laughs> dễ trái thì anh em chú ý nhìn cả biển phụ nữa thế vậy là, là chính xác là uh, xe nào được quyền đi trước trong hợp trường hợp này thì vậy là xe xe mô tô được quyền đi trước nhá chính xác Câu số 526 ô tô con đi theo uh, chiều mũi tên có vi phạm quy tắc hay giao thông hay không uh, vi phạm nhé anh em nào nhìn thấy câu trả lời nào mà ở dưới là có đấy, chứ vi phạm là anh em cũng chọn luôn vi phạm bởi vì là uh, về uh, giải thích ấy, là uh, cái này là hướng uh, biển xanh là hướng phải đi đó, hướng phải đi mà xe này quay đầu là sai rồi, Đó. mà hướng phải theo là phải tuân theo hướng phải đi là chỉ hướng đi thẳng thôi, đó, mà trong khi đó là xe này quay đầu lại đè lên vạch người đi bộ nữa, là vi phạm trăm phần trăm luôn. nhìn xa hình rất đơn giản câu như cho xe nào vi phạm quy tắc giao thông nhìn cái là biết là xe xe, xe con rồi bởi vì là uh, xe con vi phạm bởi vì đè vạch liền này, Đó, đè vạch liền, xe con đa ban ba xe con chính xác đèn vạch liền nhìn xa hình ấy là biết là sai trăm phần trăm câu số 528 là à, hỏi là các xe đi nào thì đúng quy tắc giao thông ở trong xe hình này thì có câu này là các anh em nhìn thấy chữ là thấy cảnh sát giao thông mà có ô tô xung quanh là đoạn đáp án 3 có ô tô là đoạn nha anh em ở trong câu năm trăm sáu câu hỏi này chỉ có hai cái câu uh, uh, trong thế cảnh sát giao thông trong xe hình thôi đó đáp án ba chính xác đó là mẹo nha thì uh, tất cả các xe dừng lại trước ngã tư trừ những hướng uh, trừ những xe đã uh, trong ngã tư thì được phép tiếp tục đi thì cảnh sát giao thông mà dơ lên là chỉ có xe tải tất cả các xe xung quanh đều dừng lại chỉ có mỗi xe tải ở trong là phải được được đi trước thôi nhưng mà thấy cảnh sát đau, ra, ra hình cảnh sát giao thông trong xa hình thì anh em chọn uh, cho tôi đáp án 3 câu 529 này cũng vậy đáp án 3 luôn khỏi phải ấy cho nó dài dòng chính xác đó mẹo cho anh em có hai câu uh, trong sa hình uh, có hai câu chứ mấy anh em là ghi vào uh, xe con vượt xe tải như trong trường hợp này có đúng hay không uh, đúng nha bởi vì là uh, trong trường hợp này thì là xe tải là dễ trái xe con đi thẳng nên là là rất chi là đúng không có gì sai hết đáp án một đúng anh em nhìn sa hình thấy nó đơn, đơn giản không Xe con, xe tải dễ trái là xe con vượt bên phải mà xe con đi thẳng là đúng, không có gì sai cả. Câu 531. Đó, xe nào vượt thì đúng quy tắc giao thông Thì là cứ nhìn thấy xe vượt nhau Mà xe khách ấy, mà nằm phía trước thì đáp án 3 Mà xe khách mà nằm phía sau đáp án 1 Ở đây là các bạn nhìn thấy xe khách nằm phía trước này Xuống chọn cho đáp án 3 Chính xác Vậy thôi, mẹo giải cho nó nhanh anh em đỡ phải đau đầu giải quyết. Rồi mẹ nó theo hướng mũi tên xe nào vi phạm quy tắc giao thông. Anh em nhìn thấy cứ nhìn thấy xe chữa cháy ấy, và xe quân sự trong xa hình thì anh em chọn tôi đáp án 2 nhá. Đó. Khỏi phải đọc câu hỏi, khỏi còn đọc câu trả lời. Đáp án 2 chính xác. Đó. cứ uh, theo hướng mũi tên là xe nào vi phạm để quy tắc giao thông giải thích là uh, xe uh, tải cấm uh, cấm quay đầu thì xe tải vi phạm tại sao cái biển cấm đi ngược chiều mà xe chữa cháy lại được đi vào bởi vì lý do là xe chữa cháy là dành cho xe ưu tiên uh, độ sát thương cao uh, đã xe ưu tiên là được đi vào nhé đó là giải thích nhưng mà mẹo anh em chú ý cho tôi anh em ghi xuống là uh, cứ xe tải là 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 à, cứ nhìn thấy xe chữa cháy xin lỗi cứ nhìn thấy xe chữa cháy và xe quân sự thì anh em chọn tôi đa bán hai vậy cho nó nhanh câu năm trăm uh, 1533, thứ tự các xe đi như thế nào thì là đúng quy tắc uh, giao thông à, là thứ tự các xe đi như thế nào thì là đúng quy tắc giao thông thì ở đây ấy, là um, bên phải chống là đi trước rẽ phải đi trước xong nó đi thẳng rồi sau đó đường đồng cấp là rẽ phải đi trước sau đó đi thẳng cuối cùng là dễ trái, thì ở đây xe tải là dễ phải đi trước, sau đó là xe khách đi thẳng, là đi tiếp theo xe con dễ trái là cuối cùng. Anh em nhớ quy tắc đó là anh em giải được xa hình thôi. Thứ tự vậy là xe tải, xe khách, xe con. Anh em xuống tìm đáp án là xe tải, xe khách, xe con đáp án ba. Chính xác. Câu 534 trăm thì uh, thứ tự các xe đi nào thì đúng quy tắc giao thông cũng áp dụng uh, phương pháp như vậy dễ phải đi trước sau đó đi thẳng cuối cùng dễ trái thì ở đây là xe uh, tải và xe khách cùng dễ phải thì được đi trước và xe con dễ trái đi sau thì anh em xuống tìm đáp án là uh, xe khách xe tải và xe con đúng rồi xe khách và xe tải xong cuối cùng xe con đáp án một chính xác đó cứ dễ phải đi trước đi thẳng là tiếp theo cuối cùng là dễ trái anh em cứ áp dụng như vậy là là, là, là giải được xa hình rất chi là dễ Câu số 535 hướng nào ô tô tại uh, được phép đi? Thì uh, trừ hướng 4 là thôi, hướng 4 là cấm đi ngược chiều, còn hướng 1, hướng 2, hướng 3 đều đều được đi. Đó là đáp án 3 là trừ hướng 4. Cấm xe ngược chiều là không 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 được đi vào rồi. Rồi trừ hướng 4. Câu uh, 536. Theo hướng mũi tên thứ tự các xe đi thế nào đúng quy tắc giao thông? Thì anh em nhìn đến xa hình là cứ xe cảnh sát uh, xe công an màu màu Uh, xe công an mà đi thẳng á, thì uh, anh em chọn cho tôi là đáp án một uh, uh, mà xe công an uh, uh, xe công an đi thẳng đáp án một mà xe công an mà rẽ thì anh em chọn tôi đáp án bốn anh em chú ý cho tôi là xấy xa hình mà có xe công an chọn đi thẳng mũi mũi tên đi thẳng này đáp án một mà mũi tên rẽ là anh em chọn tôi đáp án bốn thì đây anh em chọn tôi đáp án một luôn anh em không không cần phải giải thích Vậy là mẹo thôi Anh em cần giải thích thì comment trong đây tôi giải thích cho Còn không cần thì anh em cứ làm mẹo thấy đúng trăm phần trăm luôn Xe con đáp án một mà xe con rẽ đáp án 4 Anh em chú ý Xe công an nha Hướng nào ô tô tải được phép đi Thì ở đây là Câu 537 hướng nào ô tô tải được phép đi Đó là Hướng 1 Hướng 3 và hướng 4 nha Đáp án 4. Chính xác đáp án 4. Để giải thích cho anh em mình tại sao là hướng 1, hướng 3 và hướng 4 được phép đi này, biển này là biển cấm rẽ trái thì hướng 2 là không được phép đi. Còn biển uh, hướng 1, hướng 3, hướng 4, hướng 4 là cấm xe kéo thì uh, biển cấm xe kéo thì xe tải vẫn được vào bởi vì cấm cấm xe kéo thì um, thì thì là cao hơn xe tải nhưng là xe tải vẫn được phép vào biển nào mà thấp hơn thì được được đi vào mà ví dụ biển nào cao hơn thì ô tô tải được đi vào nên vậy cho nên là hướng 1, hướng 3, hướng 4 là chính xác. Đó là giải thích. Đó anh em chú ý như vậy, biển cấm rẽ trái là biển này là biển cấm rẽ trái nhưng được phép quay đầu. Vậy nên là đáp án 4 là đáp án chính xác. Hướng 1, hướng 3, và hướng 4.